Xin chào tất cả các con. Thầy rất vui khi được gặp lại các con trong tiết học toán ngày hôm nay. Để học tốt, các con cần chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo, tập 1, bút bi, bút chì, vở ô ly và các khối lập phương. Và các con lưu ý, trong khi ngồi học thì các con ngồi thật ngay ngắn, tập trung nghe thầy giảng bài. Kính mong quý phụ huynh sẽ luôn đồng hành cùng các con để cho tiết học của các con diễn ra đạt hiệu quả cao hơn. Mở đầu tiết học hôm nay, các con cùng thầy ôn lại một số kiến thức cũ nhé. Câu hỏi đầu tiên, 14 trừ 4 bằng bao nhiêu? À, 14 trừ 4 bằng 10. Các con thực hiện như thế nào để có kết quả là 10? À, đúng rồi. Vì 14 gồm 10 và 4, cho nên 14 trừ 4 bằng 10. Chính xác, thầy chúc mừng các con nhé. Câu hỏi thứ hai, 12 trừ 2 bằng bao nhiêu? À, vì 12 gồm 10 và 2, cho nên 12 trừ 2 bằng 10. Chính xác, thầy chúc mừng các con. Câu hỏi kế tiếp, 13 trừ 3 bằng bao nhiêu? À, vì 13 gồm 10 và 3, cho nên 13 trừ 3 bằng 10. Chính xác, thầy chúc mừng các con. Câu hỏi kế tiếp, 11 trừ 1 trừ 4 bằng bao nhiêu? À, 11 trừ 1 trừ 4 bằng 6. Các con thực hiện như thế nào để có kết quả là 6? À, đúng rồi. Các con sẽ thực hiện từ trái sang phải. Các con lấy 11 trừ 1 bằng 10. 10 trừ 4 bằng 6. Và các con thấy 11 trừ 1 trừ 4 cũng chính là 11 trừ 5 đấy các con. Và 11 trừ 5 chính là 11 trừ đi một số. Như vậy, để biết 11 trừ đi một số có cách thực hiện như thế nào, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các con bài mới 11 trừ đi một số, sách giáo khoa trang 60-61. Bây giờ, thầy mời các con quan sát lên màn hình. Quan sát lên màn hình, các con cho thầy biết có tất cả bao nhiêu con chim? À, để biết có tất cả bao nhiêu con chim, các con đếm cùng thầy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À, như vậy có tất cả 11 con chim. Các con quan sát tiếp và cho thầy biết có bao nhiêu con chim đã bay đi? À, để biết có bao nhiêu con chim đã bay đi, các con đếm cùng thầy nhé. 1, 2, 3, 4, 5. À, như vậy, có 5 con chim đã bay đi. Thầy có bài toán như sau. Có tất cả 11 con chim. Có 5 con chim đã bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim? Như vậy, để biết trên cây còn lại bao nhiêu con chim, các con sẽ thực hiện phép tính gì nào? À, đúng rồi. Để biết trên cây còn lại bao nhiêu con chim, thì các con sẽ thực hiện phép tính trừ. Bây giờ, các con mở vở ô ly, các con viết cho thầy phép tính trừ để tìm số con chim còn lại trên cây đi nào. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy nhé. Có tất cả 11 con chim. Đã bay đi 5 con chim. Như vậy thầy sẽ thực hiện phép tính trừ. Và thầy viết được phép tính trừ 11 trừ 5. Như vậy 11 trừ 5 bằng bao nhiêu? À, để biết được 11 trừ 5 bằng bao nhiêu, các bạn này đang bàn nhau tìm kết quả của phép tính 11 trừ 5 bằng cách thực hiện trên các khối lập phương. Bây giờ các con quan sát và cho thầy biết trên bàn của các bạn có bao nhiêu khối lập phương? À, để biết trên bàn của các bạn có bao nhiêu khối lập phương, các con đếm cùng thầy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
À, như vậy trên bàn của các bạn có 11 khối lập phương. Để tìm được kết quả của phép tính trừ 11 trừ 5, bạn nữ đã đưa ra một ý kiến, đó là mình sẽ đếm. Và chúng ta có những cách đếm như thế nào? À, để tìm được kết quả của phép tính trừ 11 trừ 5, thì các con có hai cách để đếm. Cách thứ nhất là các con sẽ đếm bớt đi 5. Ở trên bàn của các bạn có 11 khối lập phương, chúng ta sẽ đếm bớt đi 5. Bớt 1 còn 10, bớt 2 còn 9, bớt 3 còn 8, bớt 4 còn 7, bớt 5 còn 6. Như vậy, 11 trừ 5 bằng 6. Ngoài cách đếm bớt, thì các con còn có một cách đếm nữa, đó là chúng ta sẽ đếm thêm. 11 trừ 5 thì các con sẽ đếm thêm từ 5. Bên trái có 5 khối lập phương, thầy sẽ đếm thêm từ 5. 5 thêm 1 bằng 6, thêm 2 bằng 7, thêm 3 bằng 8, thêm 4 bằng 9, thêm 5 bằng 10, thêm 6 bằng 11. Như vậy 5 thêm 6 bằng 11 thì 11 trừ 5 sẽ bằng 6. Ngoài cách đếm thì bạn Nam đã đưa ra một cách, đó là mình tính. Và cách tính như thế nào? Bây giờ thầy mời các con quan sát. Trên bàn của các bạn có 11 khối lập phương. Để trừ đi 5 khối lập phương thì ta sẽ tách đi 5. Như vậy 11 tách 5 còn lại 6. Như vậy 11 trừ 5 bằng 6. Ngoài cách tách nêu trên thì ta còn một cách tách nữa. Đó là có 11 khối lập phương. Các con sẽ tách trước 1 khối lập phương để còn lại 10 khối lập phương. Sau đó lấy 10 khối lập phương trừ thêm 4 khối lập phương nữa. 10 khối lập phương trừ 4 còn lại 6 khối lập phương. Như vậy 11 trừ 5 bằng 6. Ngoài cách tính thì bạn nữ cũng đưa ra một cách tính thông minh hơn. Đó là bạn nữ sẽ dựa vào bảng cộng. Dựa vào bảng cộng 6 thì 6 cộng 5 bằng 11. Như vậy 11 trừ 5 sẽ bằng 6. Ở đây khi ta lấy tổng trừ đi một số hạng, ta sẽ được số hạng kia. Bây giờ thầy mời các con quan sát lên màn hình. Thầy sẽ hướng dẫn cho các con cách thực hiện phép tính trừ 11 trừ 5. Thầy có phép tính trừ 11 trừ 5. Để thực hiện phép tính trừ 11 trừ 5 này, thầy sẽ tách 5 thành 1 và 4. Sau đó thầy lấy 11, thầy trừ cho 1. Và 11 trừ 1 bằng bao nhiêu? À, đây là phép trừ có hiệu bằng 10. Như vậy 11 trừ 1 sẽ bằng 10. Tiếp theo, thầy sẽ lấy 10, thầy trừ đi 4. 10 trừ 4 bằng bao nhiêu? À, 10 trừ 4 bằng 6. Như vậy 11 trừ 5 sẽ bằng 6. Qua ví dụ vừa rồi thì thầy rút ra được một ghi nhớ như sau. Khi ta muốn thực hiện phép trừ 11 trừ 5 hoặc là thực hiện phép trừ 11 trừ đi một số thì các con sẽ trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Các con đọc lại ghi nhớ này cho thầy. Thưa thầy, trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. À, các con đọc rất là tốt. Thầy cảm ơn các con nhé. Ở nhà, các con nhớ đọc đi đọc lại nhiều lần ghi nhớ này và học thuộc ghi nhớ này cho thầy. Để giúp cho các con nắm vững kiến thức hơn, thầy mời các con đi vào bài tập số 1. Bài tập số 1, tính. Ở bài tập số 1 này, thầy có 4 câu. Câu A, 11 trừ 1 trừ 3. Câu B, 11 trừ 1 trừ 5. Câu C, 11 trừ 1 trừ 6. Câu D, 11 trừ 1 trừ 8. Bây giờ thầy mời các con quan sát câu A. Câu A, 11 trừ 1 trừ 3. Quan sát câu A này, các con cho thầy biết câu A này có mấy dấu phép tính? À, đúng rồi, ở câu A này chúng ta thấy có hai dấu phép tính, đó là hai dấu phép tính trừ.
Như vậy, khi thực hiện thì các con thực hiện như thế nào? À đúng rồi, khi thực hiện thì các con sẽ thực hiện từ trái sang phải. Và các con sẽ thực hiện 11 trừ 1 trước. Bây giờ các con quan sát thầy thực hiện. Đầu tiên, thầy sẽ lấy 11 trừ 1. 11 trừ 1 bằng bao nhiêu? À, 11 trừ 1 bằng 10. Sau đó thầy lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7. Và ở câu A này, các con thấy 11 trừ 1 trừ 3 cũng chính là 11 trừ 4. Và 11 trừ 4 cũng bằng 7. Ở bài tập 1 này, thầy còn lại 3 câu. Câu B, 11 trừ 1 trừ 5. Câu C, 11 trừ 1 trừ 6. Câu D, 11 trừ 1 trừ 8. Các con hãy mở sách giáo khoa trang số 61. Các con dùng bút chì, tính và điền kết quả vào sách giáo khoa cho thầy. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy nhé. Câu B, 11 trừ 1 trừ 5. Ở câu B này cũng có hai dấu phép tính trừ, cho nên khi thực hiện thì các con sẽ thực hiện từ trái sang phải. Các con lấy 11 trừ 1 bằng 10, 10 trừ 5 bằng 5, viết 5. Như vậy 11 trừ 1 trừ 5 bằng 5. Và ở câu B này 11 trừ 1 trừ 5 cũng chính là 11 trừ 6 và 11 trừ 6 bằng 5. Các con sang câu C, 11 trừ 1 trừ 6. Ở câu C này cũng có hai dấu phép tính trừ. Khi thực hiện thì các con thực hiện từ trái sang phải. Các con lấy 11 trừ 1 bằng 10, 10 trừ 6 bằng 4, viết 4. Vậy 11 trừ 1 trừ 6 bằng 4. Và các con lưu ý, 11 trừ 1 trừ 6 cũng chính là 11 trừ 7. Và 11 trừ 7 sẽ bằng 4. Các con sang câu D, 11 trừ 1 trừ 8. Ở câu D này cũng có hai dấu phép tính trừ. Như vậy khi thực hiện các con cũng thực hiện từ trái sang phải. Các con thực hiện phép tính 11 trừ 1. 11 trừ 1 bằng 10. 10 trừ 8 bằng 2, viết 2. Như vậy 11 trừ 1 trừ 8 bằng 2. Và các con lưu ý, 11 trừ 1 trừ 8 cũng chính là 11 trừ 9 và 11 trừ 9 bằng 2. Bây giờ thầy mời các con đọc lại các giải phép tính của bài tập số 1 này cho thầy. Thưa thầy, 11 trừ 1 trừ 3 bằng 7, 11 trừ 1 trừ 5 bằng 5, 11 trừ 1 trừ 6 bằng 4, 11 trừ 1 trừ 8 bằng 2. Rất tốt, thầy cảm ơn các con nhé. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các con xong bài tập số 1. Qua bài tập số 1 này, các con lưu ý, khi thực hiện giải phép tính có hai dấu phép tính trừ, thì các con sẽ thực hiện từ trái sang phải. Và đối với bài tập 1 này, các con sẽ trừ để được 10, rồi trừ với số còn lại. Bây giờ, thầy mời các con sang bài tập số 2. Bài tập số 2, tính nhẩm. Ở bài tập 2 này, thầy có các phép tính 11 trừ 3, 11 trừ 7, 11 trừ 8, 11 trừ 4, 11 trừ 6, 11 trừ 9. Quan sát các phép tính của bài tập số 3 này, các con cho thầy biết các phép tính này có dạng như thế nào? À đúng rồi, các phép tính của bài tập số 2 này có dạng 11 trừ đi một số. Như vậy, để thực hiện 11 trừ đi một số, các con thực hiện như thế nào? À đúng rồi, để thực hiện phép trừ 11 trừ đi một số, các con sẽ trừ để được 10, rồi trừ với số còn lại. Các con trừ như thế nào để được 10? À đúng rồi, đối với phép trừ 11 trừ đi một số, thì các con sẽ trừ đi 1 để được 10, rồi trừ với số còn lại. Bây giờ, các con mở sách giáo khoa trang số 61. Các con nhẩm nhanh, dùng bút chì, điền kết quả vào sách giáo khoa cho thầy.
Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy. Phép tính đầu tiên, 11 trừ 3. Ở phép tính này, khi thực hiện thì ta sẽ tách 3 thành 1 và 2. Sau đó, thầy lấy 11 trừ 1 bằng 10. 10 trừ 2 bằng 8, viết 8. Như vậy, 11 trừ 3 bằng 8, viết 8. Tương tự như cách làm trên, thì thầy có kết quả của các phép tính còn lại như sau. 11 trừ 7 bằng 4. 11 trừ 8 bằng 3. 11 trừ 4 bằng 7. 11 trừ 6 bằng 5. 11 trừ 9 bằng 2. Bây giờ các con đọc lại các phép tính của bài tập số 2 này cho thầy. Thưa thầy, 11 trừ 3 bằng 8, 11 trừ 7 bằng 4, 11 trừ 8 bằng 3, 11 trừ 4 bằng 7, 11 trừ 6 bằng 5, 11 trừ 9 bằng 2. Rất tốt, thầy cảm ơn các con nhé. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các con xong bài tập số 2. Qua bài tập số 2 này, giúp cho các con thực hiện được các phép tính trừ có dạng 11 trừ đi một số. Và các con lưu ý, khi thực hiện phép tính trừ 11 trừ đi một số, thì các con sẽ trừ đi 1 để được 10, rồi trừ với số còn lại các con nhé. Bây giờ, thầy mời các con sang bài tập số 3. Bài tập số 3, tính để biết mỗi chú ếch sẽ nhảy vào chiếc lá nào. Bây giờ thầy mời các con quan sát lên màn hình. Quan sát hình ảnh của bài tập số 3 thì các con thấy mỗi chú ếch đều mang cho mình một phép tính trừ có dạng 11 trừ đi một số. Phía dưới là các lá sen mang số 9, 4, 2, 6 và 7. Như vậy, các số này là hiệu của các phép tính trừ nêu trên. Như vậy, nhiệm vụ của các con là thực hiện các phép tính trừ của mỗi chú ếch. Phép tính trừ nào có hiệu trùng với số của lá sen nào thì chú ếch sẽ nhảy vào lá sen đó. Bây giờ, các con quan sát và thực hiện cùng thầy nhé. Chú ếch đầu tiên mang phép tính 11 trừ 4. 11 trừ 4 bằng bao nhiêu? 11 trừ 4 bằng 7. Như vậy, chú ếch đầu tiên sẽ nhảy vào lá sen số 7. Chú ếch thứ hai mang phép tính 11 trừ 7. 11 trừ 7 bằng bao nhiêu? 11 trừ 7 bằng 4. Như vậy, chú ếch thứ hai sẽ nhảy vào lá sen số 4. Chú ếch thứ ba mang phép tính 11 trừ 2. 11 trừ 2 bằng bao nhiêu? 11 trừ 2 bằng 9. Như vậy, chú ếch thứ 3 sẽ nhảy vào lá sen số 9. Chú ếch thứ 4 mang phép tính 11 trừ 5. 11 trừ 5 bằng bao nhiêu? 11 trừ 5 bằng 6. Như vậy, chú ếch thứ 4 sẽ nhảy vào lá sen số 6. Chú ếch thứ 5 mang phép tính 11 trừ 9. 11 trừ 9 bằng bao nhiêu? 11 trừ 9 bằng 2. Như vậy, chú ếch thứ 5 sẽ nhảy vào lá sen số 2. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các con xong bài học ngày hôm nay. Qua bài học ngày hôm nay, giúp cho các con thực hiện được các phép tính trừ có dạng 11 trừ đi một số. Và các con lưu ý, khi thực hiện phép tính trừ 11 trừ đi một số, thì các con hãy trừ đi 1 để được 10, rồi trừ với số còn lại nhé. Như vậy, tiết học của các con hôm nay đến đây là hết rồi. Thầy chúc các con nhiều sức khỏe, chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các con vào tiết sau.